Huobi bất ngờ xác nhận list P Network, thời của anh em Pi Thủ liệu đã tới. Thông tin này thì đã khiến rất nhiều anh em trong cộng đồng crypto FOMO, cho nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá khách quan về đồng P Network cho anh em nhé. Trong nhiều năm trở lại đây thì có rất nhiều anh em tham gia đào Pi và cũng có rất nhiều anh em tin tưởng vào tương lai của Pi. Theo mình thì điều này không hẳn là không có lý do. Lý do đầu tiên đó chính là mình thấy cộng đồng của Pi cực kỳ đông đảo và lạc quan. Mình chưa từng thấy một đồng coin nào chưa mainnet, chưa list sàn mà lại có cộng đồng cả triệu người, và thậm chí là có những cộng đồng bán OTC với nhau và cộng đồng có tên riêng là Pioneers. Cộng đồng này thì cũng là kênh truyền thông và marketing lớn nhất của dự án. Lý do thứ hai đó chính là đồng Pi đào miễn phí. Thay vì phải đầu tư một dàn châu đào khủng để có thể đào Bitcoin hay là Ethereum với mức giá rất là cao, vừa tốn tiền điện vừa hại môi trường, thì những anh em Pi Thủ chỉ cần tải một app Pi Network là có thể đào coin bất kỳ lúc nào. Và quan trọng hơn hết là các anh em Pi Thủ sẽ không mất bất kỳ một đồng phí nào khi đào Pi. Đó chính là lý do có rất nhiều người đã đào Pi trong thời gian dài và sở hữu một lượng lớn Pi. Vậy khi Pi lên sàn thì anh em Pi Thủ có thể đổi đời hay không? Cho dù rất là lạc quan nhưng mình mong là anh em không quá FOMO trước thông tin này. Hiện nay thì đã có rất nhiều hội nhóm mua bán OTC Pi mọc lên với giá đồng thuận cực kỳ cao. Nếu như anh em đã có sẵn Pi thì anh em có thể bán để chốt lời. Còn đối với những anh em nào mà muốn hold Pi hay là muốn ôm hàng thì mình khuyên là không nên, bởi vì là anh em có thể bị UPO bất cứ lúc nào. Đừng quên bài học lan đột biến ngày xưa. Và nên nhớ là trong thời điểm cận Tết và downtrend như thế này thì việc giữ tiền là quan trọng nhất. Chúc anh em một mùa Tết ấm no.